Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em, xin Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta ngày thứ năm trong tuần, đặc biệt cử hành mình máu Thánh Chúa và kính nhớ việc Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể. Chúng ta càng phải sốt sắng hơn nữa chuẩn bị tâm hồn mình, vì đây là bí tích cực trọng, bí tích chính mình máu Thánh Chúa đã ban cho chúng ta. Vậy ngay giờ đây, anh chị em hãy ăn năn thống hối, hãy nhìn lại lòng mình, hãy thật lòng xin lỗi Chúa và chúng ta nài ơn tha thứ của Chúa. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tai tôi. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thương thánh hóa chúng con là những người tội lỗi, đã giáng phúc cho chúng con là những người bất hạnh. Xin gìn giữ những ơn Chúa đã ban và củng cố những việc Chúa đã làm. Này chúng con là những kẻ nhờ tin mà được nên công chính. Xin Chúa ban sức mạnh giúp chúng con bền đổ đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài chích sách Tông Đồ Công Vụ. Trong những ngày ấy, khi đã cứu xét kỹ càng, Phêrô đứng lên nói: Hỡi anh em biết rằng từ những ngày đầu, Thiên Chúa đã chọn tôi để dân ngoài được nghe lời phúc âm do miệng tôi và tin. Thiên Chúa đã thấu biết các tâm hồn và đã minh chứng bằng cách ban Thánh Thần cho họ, như đã ban cho chúng ta. Người không phân biệt chúng ta với họ, vì dùng đức tin thanh tẩy tâm hồn họ. Vậy giờ đây, sao anh em thách thức Thiên Chúa như anh em đặt lên cổ các môn đồ? Cái ắt mà cả tổ phụ chúng ta lẫn chúng ta không sao mang nổi. Nhưng chúng ta tin rằng nhờ ơn của Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta được cứu độ cùng một thể thức như họ. Tất cả đám đông đều im lặng. Rồi họ nghe Ba-la-ba và Phao-lô kể lại bao nhiêu phép lạ và việc kỳ diệu Thiên Chúa đã nhờ các ngài mà thực hiện giữa các dân ngoài. Khi hai người dứt lời, Ra-cu-bê lên tiếng nói rằng: Hỡi anh em, hãy nghe tôi,
Simon đã thuật lại cách thức Thiên Chúa trước tiên đã thương chọn cho dân người, một dân giữa chư dân. Lời các tiên tri cũng phù hợp như vậy, như đã chép rằng: sau đó ta sẽ trở lại và tái thiết lều của David đã sụp đổ, ta sẽ tu bổ những chỗ hư hại và sẽ dựng nó lên, để các kẻ còn lại và tất cả dân ngoài kêu cầu dân ta sẽ tìm kiếm Chúa, Chúa phán và thực hành các việc đó. Từ đời đời Chúa biết các việc Chúa làm, vì xét là không nên làm khó dễ các người dân ngoại trở về với Thiên Chúa, nhưng truyền cho họ kiêng những ô uế của tượng thần, đừng gian dâm, và kiêng thịt các con vật chết ngạt, và kiêng máu. Về chưng từ thời xưa người ta đã giao giảng Môi-se trong mỗi thành, họ đọc sách của người mọi ngày Sa-bát trong các hội đường. Đó là lời Chúa. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân. Hãy ca mừng Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Chúa đi toàn thế địa cầu, hãy ca mừng Chúa, hãy chúc tụng danh Người. Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ, hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép lạ Người ở nơi vạn quốc. Người giữ vững đĩa cầu cho nó khỏi lung lay, Người cai quản chư dân theo đường đoan chính. Alleluia, Alleluia. Chúa phán, Thầy sẽ sai thần chân đi lên, Thầy sẽ dạy các con biết tất cả sự thật. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy. Cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đó là lời Chúa. Hai ngày nay, hôm qua và hôm nay, anh chị em nghe trong bài đọc một là câu chuyện của các thánh tông đồ cũng như đoàn môn đệ Chúa Giêsu Kitô
sau khi ra đi rao giảng tin mừng, có những chuyện cần phải giải quyết trong thực tế, trong đời sống rao giảng, các ngài đã về lại Jerusalem để họp. Và anh chị em biết rằng đây là công đồng đầu tiên của Hội Thánh, công đồng được công bố bởi Thánh Phêrô và được triệu tập từ giữa các môn đồ, các tông đồ, các môn đệ của Chúa trong khi rao giảng tin mừng. Và cứ như thế mà Hội Thánh cần phải có những công đồng để ngồi lại mà giải quyết những việc của Hội Thánh. Lúc bây giờ điều mà đáng mừng cho Hội Thánh tiên khởi đó là công việc rao giảng hết sức thành công, dân ngoại theo Chúa Kitô, thờ Chúa Kitô quá nhiều. Và một vấn đề đặt ra rất nặng đó là nếu trong luật Do Thái ngày xưa việc cắt bì cho những người theo đạo Do Thái giáo là điều cần thiết để nói lên cái dấu ấn của dân Chúa qua cái nghi thức cắt bì, thì nay cái việc cắt bì ấy là của cựu ước, là của việc bắt buộc trong luật của Môi-se. Nhưng bây giờ những người trở lại đạo, những người dân ngoại trở lại đạo theo Chúa Kitô, thờ Chúa Kitô là những người lớn, vậy thì có phải cắt bì không? Sự cãi vã nhau ở trong Hội Thánh đã xảy ra. Để rồi cuối cùng chúng ta thấy hôm qua Thánh Phêrô bắt đầu nhóm họp công đồng tại Jerusalem, được gọi là công đồng Jerusalem, công đồng đầu tiên của Hội Thánh. Rồi Thánh Phêrô là người phát biểu trước tiên, đến hôm nay công đồng cũng đang diễn ra với những phát biểu sắc bén của tất cả những vị đi rao giảng trên thực tế. Chúng ta nghe Thánh Bạc-na-bê và Thánh Phao-lô kể lại bao nhiêu là phép lạ và những việc kỳ diệu Chúa đã làm nhờ các ngài mà thực hiện giữa các dân ngoại. Khi Thánh Gia-cô-bê và Thánh Phao-lô dứt tiếng, thì khi thánh Bạc-na-bê và Thánh Phao-lô dứt tiếng thì Thánh Gia-cô-bê lại phát biểu tiếp: hỡi anh em hãy nghe tôi, Simon đã thuật lại cách thức Thiên Chúa trước tiên đã thương chọn danh người một dân giữa chư dân. Như vậy các ngài đã nhìn nhận, ngay thuở ban đầu các ngài đã nhìn nhận Thiên Chúa đã chọn cho mình một hội thánh giữa lòng ngoại dân ngoại. Và thế giới từ đây không phải chỉ có dân Israel mới là hội thánh của Chúa, mà từ đây dân Israel chỉ là một phần của cả hội thánh của Chúa, và dân ngoại bắt đầu trở nên hội thánh, cũng là dân riêng của Chúa, dân Chúa tuyển chọn để trở thành một dân tộc mới, vân vân. Cứ như thế mà các tông đồ đưa ra những lý chứng để cuối cùng đi đến thống nhất, một cải cách hết sức lớn lao, một cuộc cách mạng hết sức lớn lao chỉ với một công đồng đầu tiên đã thành công. Đó là khi dân ngoại trở lại đạo, họ đã thờ phượng Chúa là được rồi. Họ có đức tin mới là điều quan trọng, họ yêu mến Chúa Giê-xu là điều quan trọng. Còn việc cắt bì chỉ là hình thức, cho nên không áp dụng luật này cho những người đã lớn tuổi trong dân ngoại trở về với Chúa Kitô. Và chỉ cần đòi họ với một đức tin theo Chúa Kitô, một lòng chung thủy hết sức với tình thương của Thiên Chúa, với Chúa Kitô là đủ, là được. Và từ đó Hội Thánh đã phát triển khắp nơi. Thánh Phao-lô cũng như các vị theo ngài, như thánh Bạc-na-ba chẳng hạn, như thánh Ma-cô chẳng hạn, như thánh Ti-tô hay như thánh Ti-mô-tê, vân vân, tất cả những vị này theo Thánh Phao-lô rong ruổi trên khắp các chuyến truyền giáo khắp nơi, đã mang lại cho Hội Thánh quá nhiều những thành quả. Và chúng ta, một trong những người của dân ngoại,
đã bước vào hội thánh Chúa Kitô mấy trăm năm qua cho tới hôm nay, chúng ta đã hãnh diện mình mang danh Kitô hữu, mang danh Chúa Kitô cho đến con cháu chúng ta và chắc chắn sẽ còn mãi về sau. Một hội thánh phát triển bắt đầu đặt nền tảng trên sự phục sinh của Chúa và trên biết bao nhiêu công khó của các tông đồ, trên nền tảng của công đồng đầu tiên. Từ đó hội thánh đã có 21 công đồng, mà công đồng Vatican II chúng ta vừa thấy đã diễn ra vào giữa thế kỷ thứ 20 vừa qua là công đồng cho đến cuối cùng. Không biết sau này hội thánh còn mở thêm công đồng nào nữa không. Như vậy là 20 thế kỷ vừa qua đã diễn ra 21 công đồng, và công đồng Vatican II nổi tiếng trở thành một công đồng định hướng cho đời sống của hội thánh cho tới hôm nay. Nếu sau này mà hội thánh phải mở thêm công đồng nào nữa thì chắc là giải quyết khá nhiều những bổn phận của dân Chúa cũng như bổn phận của hội thánh ở giữa lòng thế giới đang phát triển ngày hôm nay, đi theo quá nhiều xu hướng. Chắc chắn công đồng, nếu có một công đồng nữa, sẽ là những điều khó khăn phải giải quyết lớn lao trong hội thánh. Chúng ta nài xin Chúa, đặc biệt là Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn cho hội thánh có một định hướng rõ ràng để dẫn dắt hội thánh suốt hơn 21, xuống hơn 20 thế kỷ qua, suốt hơn 2000 năm qua, sẽ dẫn dắt tiếp tục đời sống của từng người chúng ta, của tương lai của hội thánh, của con tàu hội thánh công giáo này đi tiếp tục trong nhiều nhiều thế kỷ nữa, đi tiếp tục trong ngàn ngàn năm nữa, để tiến về bến bờ vĩnh cửu là chính Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, đấng cứu chuộc toàn thể hội thánh, bất chấp là dân Do Thái hay dân ngoại hay bất cứ một ai trên khắp thế giới này. Trời đất, chúc tụng của đã vòng ban cho chúng con bánh này là hoa màu đủ đất và công lao con người. Xin dâng lên Chúa để bánh này trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con tin Chúa đã thực hiện trong thánh lễ này một cuộc trao đổi thật kỳ diệu, là làm cho bánh và rượu chúng con dâng tiến trở nên mình và máu thánh Đức Kitô, để chúng con được thông phần thiên tính của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở thế nào
cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người là chiên thật đã xóa bỏ tội lỗi trần gian, Người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: trời đất đầy lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khô hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cúng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến,
cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hai Đức Giám Mục Giuse và Phêrô chúng con, và toàn thể hàng giáo sĩ, xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Cecilia mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tôn đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyên rằng: chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin oái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin oái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con mà chúng con sắp đặt cho chúng con được sống muôn đời. Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian,
phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đánh Chúa vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình Thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời. Xin Mẫu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Toàn Năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Tha thiên lại xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi đau khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin cùng cô đơn tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thắng vào tình yêu quan trọng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vì lương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Yeah.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa. Chúa đã lấy bánh bội trời nuôi dưỡng chúng con. Xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới nhờ kết hợp với Đức Kitô phục sinh, người hằng sống và hiển tri muôn đời. Chủ nhật tuần này chúng ta sẽ chầu lược thay cho giáo phận, và vì thế xin anh chị em cố gắng bảo nhau chúng ta đi dự các giờ chầu, và nếu tốt nhất đi dự chính cái phiên chầu dành cho mình, dành cho cái tập thể của mình là hay nhất. Tuy nhiên cũng không phải là bắt buộc hoàn toàn, để chúng ta cố gắng đến tham dự để chúng ta múc lấy nguồn ơn Chúa trong ngày chầu. Và đây không phải là muốn chầu thì chầu, không chầu thì thôi, nhưng là điều bắt buộc vì chúng ta đại diện cho cả giáo phận để chầu mình Thánh Chúa trong ngày của mình. Mỗi năm chỉ có một lần, cho nên kêu gọi anh chị em cũng như nhắc bảo cho nhau hãy cố gắng tham dự giờ chầu cho đàng hoàng để chúng ta hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ thay cho cả giáo phận của chính mình. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Yeah.
bao đời.